tám năm chương mười hai tay ôm sữa nghi lễ dỗ tổ Lập tôi tổ chức đi chơi chúng tôi tập trung ở trường lúc con nhật tới hằng nói với chúng tôi con võ nguyên rủ đi tham quan lăng minh mạng tôi nói với hằng đi phí tiền lắm Hắn nói đi miền phí vì ba hằng quen chỗ nợ mà trên nợ có chi vui mô rồi chưa đi mô cho vui đây tôi lắc đầu không biết rồi cứ đi lên trên nợ đạo rồi tỉnh cả bọn đồng ý con nguyên dẫn chúng tôi tới lăng minh mạng chúng tôi đứng bên ngoài còn hàng tới nói chuyện với bác bảo vệ hai người nói chuyện một lúc rồi hằng ra dẫn chúng tôi đi vô bước qua cánh cổng đầy rêu phong và mảng bóng tróc. Chúng tôi đi qua những tòa nhà, cổng tam quan và đứng lại nghỉ trước một hồ sáng lớn. Trong khi thằng Phước lùng ra đứng giữa cầu tàu giảng để thằng Viễn chụp ảnh, chúng tôi bàn nhau coi đi đâu tiếp. Tôi muốn đi biển nhưng bây giờ chỉ mới 10 giờ. Trời nặng trăng trang nên không có đứa nào đi. Con Nguyên rủ chúng tôi về nhà hàng ăn cơm trưa. Chúng tôi đồng ý cả thằng viên với thằng phước cũng không có ý kiến gì nhà con nguyên cách lắng minh mạng 10 phút chạy xe nhà hàng nằm giữa rừng xung quanh toàn là cây to có tảng rồng trái bỏng nên không khí ở đây mát mẻ và trong lành có điều vé rừng nhiều quá tiếng của chúng nhức óc hơn vé ở nhà tôi ăn trưa xong chúng tôi họp lại có đi đâu tiếp tôi nói về nhà thằng long tầm biển Thằng Long về mấy đứa còn lại đều đồng ý. Trên đường đi, không biết thằng Long bị gì mà lại xe làng qua làng về. Bên phải chúng tôi đang có một chiếc xe khác chạy song song. Xe của chúng tôi từ từ áp sát họ. Tôi la lên. Long, quá chừng. Thằng Long giật mình đánh lại sân trại. Cút! Hắn quay lại hỏi tôi. Chi rửa. Không chi hết. Tôi xóa cùi trọ tay phải. Thằng Long đành lại nhanh quá nên tay tôi va vào gương xe người ta. Cả cánh tay tế như bị giật điện. Đầu xương cùi trọ báo nhất. Chúng tôi dừng lại trước một quán nhậu gần nhà thằng Long. Hằng nói vô lệ đồ cho mẹ. Sau đó hắn sách ra mấy bị đồ hải sản đã được nấu chín. Nhà thằng Long là nhà hàng tiệc cưỡi. Xã bên nhà hằng có một con dốc qua khỏi con dốc, trước mặt chúng tôi là bãi cát lấp lạnh và biển xanh êm đềm. Mấy đứa khác bỏ xe lại ở trên đường bê tông. Còn thằng Viên và thằng Long chạy xe chở đồ xuống. Cả hai chiếc xe lắc lư trượt trên cát, đem theo đống đồ hải sản khí hồi với tầm bạc, nước uống. Chỉ ăn đùa mà mẹ thằng Long cho chúng tôi. Sau khi bỏ hết đồ trên xe xuống, tôi cởi ảo ra, nằm nó trên dãy rồi chạy nhánh xuống biển tay tôi đã hết tê, nhưng cùi chó còn nhất. Dù vậy, tôi vẫn quạt tay được. Ở đây không có ai nên bơi rất đã. Hết bơi ít, tôi chuyển qua bơi sải. Tới khi mệt, tôi nằm ngựa ra trên mặt nước mát lạnh. Sóng đưa người tôi dập dìu. Thằng Phước thằng Long và thằng Viên đi tới chỗ tôi. Chúng tôi thi bơi, nhưng trình của tuổi hẳn không bằng tôi. Tuổi bị tôi bỏ xa một đoàn dài. Chúng tôi tiếp tục thi lặng Tôi hẳn lặng chậm hơn tôi Tôi vừa lặng xuống là ngói lên liền Trong lúc chơi Một con sữa nổi lên bình Bị sóng đẩy qua chỗ tôi Tôi liền bắt nó lên bờ Thầy tôi ôm con sữa đi tới Con Uyên Nhi nói Vứt đi cả ngựa Con đi giọng nuốt Ăn ngon lắm Ăn không được mô Được, nhà ta mới ăn ngày qua Tao nói thiệt đó, vứt đi. Con Nhật về mày được khác cũng khuyên tôi vứt con sữa đi. Nhưng tôi lại đi lấy bì bỏ nó vào. Tối nay nhà tôi sẽ có món sữa chầm ruột mạc lành. Tôi ngồi xuống ăn. Đang ăn, hai tay tôi tự nhiên ngửa rạc. Những vết đỏ mọng giống như vết cắt hiện lên chỉ chỉ trên cẳng tay. Tôi vào nhánh đồ ăn rồi chạy xuống nước. Tôi ngâm hai tay trong nước lạnh nên chúng đỡ ngửa hơn. Tôi đứng dưới nước tới khi về. Lúc dọn dẹp đồ lên xe, tôi lật tay lại để không ai thấy mày vết đỏ. Tôi nhìn con sữa. Bên trong cái bì toàn là nước. Nước còn chạy tràn ra cát. Tranh thủ mày được khả không để ý. Tôi đổ hết nước với con sữa xuống biển. Thằng Long với thằng Viên rủ gá chạy lên nhưng không được. Tôi hẳn càng rủ thì bánh sẽ càng luống xuống cát. Cả bọn vừa cười vừa đẩy xe thằng Long lên chân tôi lún xuống cát và trượt lui mặt gần chạm bánh xe Cạc giữa bánh xe bằng mạnh vô mặt và miệng tôi để được xe thằng long lên chúng tôi xuống đầy tiếp xe thằng viên mày được khạc lên huế còn tôi vô lại nhà thằng long sau đó tôi điền bá về chợ